Rồi ok, thì hôm nay mình lại vừa hoàn thành một cái bộ game thùng. Thì cái bộ game thùng này thì ngày trước mình có hướng dẫn các bạn làm rồi. Thì ráp cái bộ game thùng này thì thực ra khá là đơn giản thôi. Nhưng mà ngày trước ấy thì mình làm bằng cái hộp gỗ. Thì hôm nay mình đã làm bằng cái hộp, đấy là cái mặt nó là bằng từ inox rồi. Còn phía dưới đây là một cái hộp nhựa. Thì inox này đã được mình CNC nha. Thì bạn nào mà có nhu cầu làm cái hộp ấy thì có thể inbox cho mình. Thì mình sẽ làm cái hộp cho các bạn về chỉ việc ráp nha. Thì cái này thì nó sẽ làm cho các bạn sống lại những cái game tuổi thơ đấy. Thì bây giờ cái game đấy thì cài đặt trên máy tính nó khá đơn giản rồi. Thì bây giờ nó cũng có nhiều loại bộ mạch, có những bộ mạch các bạn ráp có thể chơi được trên điện thoại luôn nha. Còn với cái mình đang ráp này thì nó chỉ chơi ở trên PC được thôi. Listen.